Chào các em thân mến, chúng ta vừa chia tay với thế kỷ thứ 20. Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta bước vào thế kỷ thứ 21. Một kỷ nguyên mới đã đến với chúng ta rồi đấy các em ạ. Kỷ nguyên mới, chân trời mới và quan trọng hơn cả là con người mới. Chương trình truyền hình thiếu nhi số đầu tiên của năm 2001 xin chúc các em mạnh khỏe, học giỏi, phấn đấu trở thành người có ích cho xã hội và là những chủ nhân tương lai của nước nhà đầu thế kỷ thứ 21. Mừng Đảng, mừng xuân, mừng lễ hội giao thừa, chuyển giao giữa hai thế kỷ, mừng đất nước bước vào thiên niên kỷ mới. Chúng ta cùng đón xem một chương trình lễ hội mừng xuân mới của các dân tộc trong tỉnh. Với nét đẹp tinh tế mang đậm bản sắc văn hóa của mỗi dân tộc được thể hiện qua chương trình Hát mừng mùa xuân về.